Dù mình là Sơn Đù và cách đây khoảng 3 năm mình đã làm một video reaction về một cái MV animation Minecraft của thằng em mình trong team sinh tố là Oops Hiha. Hồi đấy mình nghĩ rằng là chắc thằng này chỉ làm một cái thôi. Ai ngờ 2 tuần trước thằng em mình nó làm một quả MV nữa với cái tên là AUT LOVE YOU. Vâng, với số view bây giờ đã là 3,1 triệu. Ao trình tất cả những video xung quanh luôn. Đấy, video xung quanh là video rất hiếm có những video nào lên được 1 triệu view, mà cái quả này lên 3,1 triệu view. Chứng tỏ là cái MV này có cái sức hút thì đấy rất là ghê gớm, thì nó mới có cái số lượng lượt xem nó cao đến vậy. Thì cái MV này cũng là yêu cầu của rất nhiều bạn khán giả trên kênh Sơn Đù của mình, bảo mình là hãy xem video này và làm một cái video reaction đi. Thì trước khi vào xem mình nói luôn với các bạn là mình không có chuyên môn về âm nhạc, nên là mình sẽ không có phân tích được kiểu nhạc hay là giai điệu hay là lời bài hát nó như thế nào đâu. Mình sẽ chỉ thuần túy là cảm xúc của mình như thế nào thì mình sẽ thể hiện được thế thôi. Chứ còn kiến thức chuyên môn thì next đi các bạn, không có đâu nhá. Rồi, vào luôn này. Mà cứ từ từ, nói vào luôn mà từ từ. AUT là gì ta? Out Love You, từ từ mình chưa hiểu cái tên này lắm. Cái này MV này của thằng Hiha thì phải là cái gì đấy Hiha Love You hay gì chứ. AUT là cái gì? Không hiểu nha, cái này chưa hiểu nha. Chắc là kiểu AUT là ghép bởi những cái chữ cái gì đó mà sẽ được thể hiện ở trong video á. Thì chắc xem mới hiểu ha. Rồi, vào đây. Ok. Ô, cái này là làng sinh tố này. Ok, làng sinh tố này là mình cũng có ở nhà ở đây này. Rồi, cái này có khu nhà của tôi không? Nhà tôi đâu? Ê, mình cũng có nhà trong làng sinh tố nhá, mà dù nhà mình chỉ là một cái nhà trên cây thôi. Đúng là đúng chất của mình là con khỉ, nhưng mà vấn đề là không có ở đây. Ai. Nói như vậy nhá, để mình kiếm xem là trong cái MV này liệu có xuất hiện mình hôm nay không. Các bạn nha, hãy cùng mình tìm xem mình trong MV này nhá. Ok, ok, có phụ đề. Cả với chú anh bao la, câu ca vẫn còn đây với chúng ta bao nhiêu. Ok, bọn đi chơi. Vẫn còn đây. Ui, gì đây? Quái vật The Minecraft à? Chị mãi yêu em. Có là cây là cỏ, vẫn chung một cánh đồng. Em là tất cả tình yêu, bất chấp không gian tới gần anh. Ồ, sao đâu ra nhiều VR đấy. Ok, bài hát của Lee Andy. Ô, mình thấy tình viên sinh tố kìa. Ai, mình hiểu. Từ. Xem hết đi anh nha. Rất nhiều Hiha trong cái MV này. Là đây là Yummie bị bắt cóc đúng không? Và từ mình xem hết đã cho mình cũng buồn. Gì đấy? Con gì đấy? Mình mà là bé Yummie đây mình bối rối mãi. Lắm Hiha vẫn chưa hở. Ô, kết nắp quá trời. Có cả Hiha kết nắp luôn à. Rồi không ánh mắt trời vì nơi đó không thấy em, cứ đi tìm em xuyên qua bao không gian. What? Đi qua bao gian nan okay. Dù mình bán thân bao lâu vẫn chờ em. Gửi tặng người câu ca cả vũ trụ hoang ca. Sao mình làm thắm tươi cho lòng anh thiết tha. Cái này phải quen ta. Như sao chiếu sáng trời cao, dù ở vũ trụ nào em vẫn lung linh. Như thế có vũ trụ không em tràn trong đêm. Cũng cảm xúc hợp lại à? Phải, như kiểu assassin à? À ok. Tưởng là lấy ra con dao ở trong cổ tay. Ok, lấy nhất cầu hôn à, ok. Bất kỳ ở vũ trụ nào, dù là Hiha gì thì anh cũng yêu em. Oh, ai da, ai da, ai da, ai da. À, thằng em mình nó gắt thật sự ạ. Oh, làm quả MV cho quả câu chốt này gắt đấy. À, rồi hóa ra như vậy à, là đây là câu chuyện kể về đa vũ trụ Hiha đó hả? Là sẽ có rất nhiều Hiha ở các vũ trụ khác nhau, và ở vũ trụ nào thì Hiha cũng, thằng Hiha ở đấy cũng yêu Yummie. À, ok ok. Ý tưởng Hiha và Mark. À, ok. Ok, thì cơ bản đấy như mình đã nói từ đầu đó, là mình không có nhận xét gì về nhạc với cả lời, tại vì mình không có chuyên môn gì hết. Nhưng mà thật sự mình thấy rằng là nhạc cái này thì nghe cũng khá là êm tai. Thì 3 năm trước thì là Hiha cũng đã hợp tác với Lee Andy để cho ra cái bài Đang Xấu đó. Nên là bây giờ 3 năm sau, lập 3 năm sau hợp tác lại một lần nữa thì chất lượng nhạc vẫn ok như vậy. Không mình thấy cũng là khá ổn rồi, để nhất là cho những cái khán giả của Hiha là kiểu dạng như là kiểu giới kiểu lứa tuổi tầm nhỏ nhỏ á, mà nghe thì mình thấy khá là ổn. Nội dung của cái MV này cũng khá là hay nha. Đưa ra câu chuyện về khởi đầu là Hiha, đây là sẽ là bản gốc đúng không? Và trong quá trình lần lượt là sẽ có rất nhiều những phiên bản khác nhau của Hiha đến từ các đa vũ trụ đến, và thậm chí là bắt cóc Yummie, đưa đi đâu đấy, rồi còn tranh giành nhau, rồi thậm chí là có quả này deep vãi chưởng ở đây, quả này này. Ok, có quả thằng Hiha đấy, Hiha có quả Hiha này như kiểu Sharingan nhỉ, chất lượng vãi. Rồi quả này deep này. Cái khúc này này là mình xem thôi nhá, mặc dù mình không biết một tí gì về cái đa vũ trụ của Hiha, nhưng mình biết được rằng á, là nhìn xem phim xem này thôi là mình hiểu là có vẻ như là ở vũ trụ này là Hiha là có vẻ như Yummie mất này. Đó, đó, xem thì thôi là mình cũng cảm nhận được, mình hiểu được nội dung nha, biết được những cái gọi là kiểu là sức mạnh, nguồn gốc của các cái Hiha ở các đa vũ trụ á. Rồi Hiha này như kiểu ở trong cái không gian kiểu không gian trống rỗng này, kiểu gì kiểu đấy. Rồi rất nhiều những con Hiha kết nap này, đó, Hiha kết nap này, ở đây Hiha kết nap này. Rồi có những con kiểu mấy con này đây Hiha lửa lủng gì thế này, mình không biết là không biết được gọi tên là gì nữa. À, có con này là con này Hiha Glitch này, Hiha Glitch này, cái con này thì mình biết này. Đó. Và ok, từ từ có những cái chi tiết để cho thấy những người trong team sinh tố nha, từ từ. Đây. Góc này này đâu rồi. Đây, cảnh này này là có này là ai ta, từ từ. Đây là skin của ai ta? Ôi từ từ, không nhận ra skin ai luôn á, chết rồi. Ôi trời ơi, mình không có tham gia chơi Minecraft cùng với mấy đứa em sinh tố của mình á. Thành ra là mình cũng không nhận ra skin của mấy đứa này. Nhưng mình nhận ra skin của mình. Từ từ. Đây, đó. Đoạn này là có skin của Jack này, Jack VN này, của Toga này. Đây, đoạn này có mình này. Đây là Hiha gì đó này, đây là Yummie này, đây là Huy Núp này. Mình này, đấy không? Khỉ mặc quần đùi chấm bi này, đấy, quần lót chấm bi, và đây là thằng Mark này. Đó. Ok. Hiha này bị văng ra. Ô đây là nhìn là Mel này, Mel TV này. Từ từ. Còn ai nữa không ra? Đây Hachi này. Bên này là Nabi này, bên này là Chani với cả Bu. Chani với Bu Ro này. Bu Ro làm gì này? Trồng cây chuối sao? Còn ai đâu ra? Hết chưa nhở? Ủa? Hình như thiếu Zeros, rất nhiều thằng luôn á, Zeros rồi sầu riêng. Này thằng Ngáo đúng không ta? Ngáo hay Tàu Hũ nhở? Ê, giết rồi, từ từ mình không nhớ skin của tụi này luôn á. Nhưng mà khá chắc rằng là đây sầu riêng này. Đó. Ủa mà từ từ thằng Zeros đâu nhở? Ê, mình đã thấy thắc mắc thằng Zeros đâu ta? Thằng Zeros thằng em mình đâu rồi? Nó ở trong một cảnh nào đó mình không nhận ra à? Chắc là chưa, ở đây không có đâu đúng không? Ok được rồi, mà mình nghĩ rằng là cái này phải nhờ những bạn nào mà là fan cứng của Hiha và của team sinh tố, hãy bình luận bên dưới giây nào phút nào là có những cái thành viên của team sinh tố có mặt ở trong cái MV này. Ôi trời ơi, cầm may quá, đây rồi, mình đây rồi. Mình cứ tưởng không có mình trong này nữa thì mình buồn lắm luôn á, là mình nhấc điện thoại lên mình gọi cho thằng em mình chửi nó luôn á. Tại sao không MV không có anh? Đó, nhưng mà thôi rồi, nơi này có anh là được rồi. Ok, chung là MV được. Đây, đây, còn nữa đoạn cuối. Đây, đoạn này rất quen nhá. Cái này mở bưng lên một cái, sơ đồ hoa, sơ đồ xoay tròn, Đây, nó rất quen luôn á. Từ từ, để mình nhớ xem nào. Mình cảm giác như là mình đã từng xem cái giống như này ở anime nào đó rồi. Từ từ để mình search phát xem có đúng nha. Nếu mình nhớ không nhầm thì nó là ở một cái ending của phim Attack on Titan. Nó có cái đoạn Đây, đoạn mà Eren đứng ở trong cái bồn hoa hoa này. Mình sẽ không play được bởi vì nó sẽ bị dính bản quyền. Đây, đoạn này đấy, đúng không? Là nó bừng lên một cái. Sekai wa Koda. Lại nhá. Đây này. Đó là cái đoạn mà Eren đứng ở trong cái vườn hoa và bừng lên một cái là hoa bay lên rồi xoay tròn tròn quanh Eren. Đó. Thì đoạn này ok, các bạn tự search nha, cái ending này ở trên YouTube nha. Mình không thể nào play được bởi vì sẽ bị bản quyền ha. Nhưng mà nó cảm giác rất giống luôn á. Cái này bạn nào sẽ Titan rồi thì biết nha, chứ còn mình không biết diễn tả sao nữa. Vì mình không thể bấm play được. Đúng không? Đây thế này, cũng là đây, cũng bừng lên một cái đó rồi. Xoay. Ok, thật ra thì nó không, chắc là chỉ giống được khúc mà bừng lên ở trong cái đồng hoa rồi hoa bay bay thôi. Ở cái này giống thôi. Chứ còn khúc quay tròn như này thì cái này là quay tròn là giữ nguyên nhân vật Yummie ở giữa và xoay tròn đống Hihara vũ trụ. Rồi, gì này. Đấy, chứ còn ở trong cái ending của Attack on Titan thì là xoay quanh Eren. Nhưng mà nó tạo cho mình một cái cảm giác đó, cái cảm giác rất là giống. Ok, để chung bản nó là cảm giác như thế. Vâng, mình biết rằng là tất cả những cái thứ mình vừa nói vừa rồi nó sẽ rất là khó hiểu và vô nghĩa với những ai mà chưa xem Attack on Titan. Nhưng mà những bạn nào mà xem rồi chắc chắn các bạn sẽ cảm giác giống mình ở cái đoạn này, đúng không? Nào, ok. Không phải đây là một sản phẩm của một đứa em của mình trong tin sinh tố mà mình sẽ không bới móc phốt ra đâu nhá. Đúng không? Thằng em nhá. Cái này là anh mày rất nghi ngờ là có cảm hứng rất nặng đến từ cái ending này nha. Anh không nói là mày đạo nha, nhưng mà anh cảm giác rằng là mày hơi mê Attack on Titan quá rồi đấy. Nói vui vậy thôi chứ chứ không phải là đạo điếc gì đâu nhá. Nên là các bạn đừng có chửi Hiha là đạo phim anime nhá. Và còn một điều nữa là mình vẫn chưa hiểu AUT là cái gì. Đa vũ trụ thì nó là multiverse đúng không? Thì nó phải là mờ chứ. Khởi đầu là chữ mờ á. Vậy thì AUT là gì? Cho dù hết video rồi mình vẫn chưa hiểu AUT là cái gì. Từ từ để mình search thử nào. Hiha AUT xem là nó có giải thích không? Ok, ra được là AUT LOVE YOU, Hiha Pram, Hiha Đa Vũ Trụ, làng Hiha Au, song trùng tại làng Hiha Au. Ê thằng em ơi, một năm trước thì em để là Au, còn một năm sau thì em để là AUT. Rồi vậy thế là AUT hay là Au? Và kể cả như thế mình cũng không biết AUT là cái gì. Thế nên là bạn nào mà hiểu là Au hay là Au AUT có nghĩa là gì thì bình luận bên dưới cho mình biết nữa nhá. Có khi đây là những cái từ chuyên môn mà ở trong thế giới Minecraft mình thì mình không chơi nên là mình cũng không biết được. Đấy, các bạn nào biết thì giải thích cho mình biết với nhá. Đấy, nói chung là reaction như vậy thôi. Ok, để vào bấm like cho thằng em cái, quên chưa like. Thêm chùa chưa like, anh xin lỗi nhá. Bấm like cho thằng em cái này. Đó, bấm like cho thằng em nhá. Ủa, like chưa? Bấm cái. Ok, đó. Tớ thì rất hy vọng rằng là Hiha hay là bất kỳ một đứa em nào khác trong team sinh tố của mình sẽ có thể lấy đây làm thành công và có thể tiếp tục sắp tới ra mắt thêm nhiều cái sản phẩm kiểu như thế này nữa, MV hay là phim hay là cái gì đấy cũng được. Ra tiếp đi thì anh còn xem, anh còn hiểu được. Chứ còn mấy đứa là Minecraft là anh chịu. Anh muốn bú phim, anh muốn xem video mấy đứa để anh làm video reaction, anh cũng chả hiểu gì để mà xem. Đó, nên là làm cái này nhiều vào nhá, để anh còn quay video bú phê một cách công khai nhá. Ok, ý kiến của mình như vậy thôi. Còn các bạn, cảm xúc của các bạn như thế nào sau khi xem xong cái MV này của Hiha? Hãy bình luận bên dưới luôn. Còn những bạn nào mà không có ý kiến gì nữa thì hãy cùng mình qua bên video này để chúng ta tiếp tục xem những thứ thú vị khác nhá. Mình hẹn gặp các bạn ở bên video này nha. Ok.